Loanh quanh lựa đồ trong cửa hàng, hành động xấu xí của người phụ nữ lọt vào camera gây ngán ngẩm. Tình huống này được camera an ninh của cửa hàng ghi lại về hành động xấu của cô gái khi nỗi lòng tham ăn trộm đồ trong cửa hàng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đoạn clip cho thấy một người phụ nữ đang xem đồ trong cửa hàng và cố với lấy một món đồ ở trên giá cao. Vừa loay hoay lấy đồ, người phụ nữ vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay khi vừa lấy được, người phụ nữ dùng một tay vén váy lên, tay kia nhét thẳng món đồ giấu vào trong người. Đáng nói, vừa đuối húi giấu giếm chiến lợi phẩm, người phụ nữ vừa lảng ra phía sau giá để đồ nhằm che giấu hành vi xấu xí của mình. Tuy nhiên, toàn bộ cảnh tượng này đã bị camera an ninh quay lại. Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, ngán ngẩm trước hành động của người phụ nữ. Rõ là có camera mà sao vẫn ngang nhiên thế nhỉ? Cái hành động vén cả váy lên giấu đồ như vậy trông thật phản cảm. Chả hiểu như nào mà phải trộm cắp đồ vậy, ngay giữa chốn công cộng mà còn làm vậy nữa thì cũng đính chịu. Các bạn nghĩ sao về hành động đáng xấu hổ này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.